Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Em mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn ngập năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải rất là xinh xắn. Xe Terraco đời 2024. Đó, máy xăng, động cơ Mitsubishi. 860 kg, thùng mở cánh dơ hai bên và phía sau, bán hàng lưu động rất là tuyệt vời luôn. Nước sơn màu xanh, thùng dài 2,6 m, chiều ngang là 1m580, chiều cao là 1m520. Sử dụng hệ thống ti chống để mở bẩn, hai bẩn bên hông và một bẩn phía sau này nè, bật lên ba ba bẩn cánh dơ, bán hàng lưu động khá là tuyệt vời. Đời 2024 siêu nước, mới đi có 470 km thôi, đi rất ít, chưa tới 1.000 km nè. Động cơ Mitsu rất là xịn. Dung tích xăng của khối động cơ là 21,2 lít, công suất là 68 kW, đồng đua 6.000. Máy xăng, máy Mitsubishi, động cơ 1.3 lít chạy rất sướng, rất là mượt. Đó, máy zin, xe zin toàn bộ, xe rất là đẹp như xe mới. Đi có mới có 470 km thôi nè, chưa tới 1.000 km, rất là xịn, siêu lướt. Đường kính mâm là 14 inch nha anh em, đồng bộ trước sau, bánh đơn. Đó, nhìn mẫu xe rất là xịn, rất là đẹp, máy lạnh đầy đủ nha. Xe zin, trang bị màn hình đó rất là đầy đủ, 5 số tiến 1 số lùi, mua và chỉ việc lụm lúa nha anh em. Xe rất là đẹp, rất là lướt. Với mức giá là 210 triệu nha anh em, 210 triệu Radium Terraco, máy xăng 860 kg, đời 2024. Thùng dài 2,6 m, mở cánh dơ, bán hàng lưu động khá là tuyệt vời. Thùng đóng rất là cứng cáp và rất là dày nha anh em. Đây anh em thấy không, cái thùng đóng rất là cứng cáp và rất là dày, mở cánh dơ ba bên luôn, sàn sắt, thùng tiêu chuẩn này, sử dụng hệ thống ti chống nha. Đó, sử dụng hệ thống ti chống để nâng hạ mở bẩn rất là tuyệt vời. Nếu anh em nghe nào cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin cho nó về phục vụ đích cho nên mình trải qua chuyển hóa của nào với hàng của bạn 210 triệu nha, bao rút hồ sơ gốc cho anh em trực tiếp bên đây xem xe trải nghiệm lái thử. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, quý khách các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật video tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.